Xin kính chào quý vị và các bạn. Qua trang truyền hình địa phương của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị, Đài Truyền thanh Vĩnh Linh xin gửi đến quý vị và các bạn lời chúc một năm mới sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Thưa quý vị và các bạn, một chút hương xuân đậm đà vị biển Cửa Tùng sẽ được thể hiện qua phóng sự sau, là món quà xuân dâng tặng bạn bè gần xa, mang cả nỗi lòng của một vùng quê hiếu khách đang dạo dực trước mùa xuân mới. Trải qua một thùa chiến tranh tàn khốc, biển Cửa Tùng bị bom đạn xé nát ngày đêm. Giờ đây biển lặng, sóng êm, đại dương đã mang đến cho con người một nguồn hải sản quý giá. Cá tôm từ biển Cửa Tùng lại ngược xuôi muôn ngả. Các loại hải sản phong phú từ vùng biển này đã gợi mở cho ngư dân đánh thức dậy những nghề truyền thống đã có từ xa xưa. Nước mắm làng Tùng Luật, ai đã thưởng thức một lần sẽ không bao giờ quên được. Những ngư dân làng biển Vĩnh Thái, Vĩnh Thạch, Vĩnh Quang, Vĩnh Giang đều biết chế biến từ các loại hải sản để có nước mắm, ruốc, các loại mắm nguyên chất dùng trong bữa ăn hàng ngày. Người dân vùng biển khỏe mạnh, dẻo dai, chính cũng nhờ vào nguồn thủy sản do thiên nhiên ưu đãi. Tại xã Vĩnh Quang, thương hiệu nước mắm Huỳnh Kế đã có cách đây 10 năm. Nước mắm Huỳnh Kế đã có mặt tại các tỉnh phía Nam, sang cả Lào, Thái Lan. Từ chỗ một công nhân nghỉ chế độ 176, chị Lê Thị Huỳnh và anh Phan Văn Kế đã mở cơ sở chế biến hải sản tại gia đình, tiêu thụ với diện hẹp. Nhưng được khách hàng mua ngày càng đông, anh chị đã xin thuê đất mở cơ sở chế biến tại xã Vĩnh Tân. Nước mắm, mắm và ruốc của cơ sở Huỳnh Kế đã được nhiều nơi đặt hàng thường xuyên. Mỗi năm cơ sở chế biến 200 tấn hải sản, thu hút 20 lao động, hầu hết là chị em phụ nữ. Lúc cao điểm mùa vụ lên tới 25 đến 30 lao động. Đó là chưa kể 50 lao động thường xuyên lấy sản phẩm để tiêu thụ tại các chợ, các vùng thị trấn và nông thôn. Năm 2002, chị Lê Thị Huỳnh là một trong ba người được Hội Nông dân chọn đi dự Đại hội Nông dân sản xuất giỏi toàn quốc, được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Từ một nghề truyền thống, cơ sở nước mắm Huỳnh Kế đã trở thành thương hiệu có uy tín trên thương trường. Cuối năm 2005, Hội Phụ nữ tỉnh đã đưa đoàn cán bộ phụ nữ thuộc 14 tỉnh thành phố phía Bắc đến thăm, học tập kinh nghiệm làm ăn của một người phụ nữ, từ chỗ khó khăn để vươn lên, tạo công ăn việc làm cho nhiều phụ nữ khác, là người đi đầu tiếp thu nghề truyền thống được làm ra từ hải sản Cửa Tùng. Cửa Tùng là cái nơi mà có cái nghề phật truyền thống là sản xuất nước mắm từ lâu đời. Sau chiến tranh phá hoại thì cũng đã một lần thời bị bai một. Nhưng mà nay trong nhân dân thì đã có nhiều hộ gia đình, nhiều cái tổ hợp tác, tổ chức sản xuất lại nước mắm. Và nước mắm Cửa Tùng đã có nhiều thương hiệu, chất lượng của nước mắm Cửa Tùng đã đi khắp nơi, trong nước cũng như nước ngoài như Lào và Thái Lan. Hiện nay thì bà con nhân dân cũng đang đầu tư nhiều, đầu tư lớn cho cái việc sản xuất nước mắm này. Và ý kiến của chúng tôi là đề nghị nhà nước cần quan tâm hơn về cái sản xuất nước mắm truyền thống của Cửa Tùng. Ví dụ như tổ chức các cụm công nghiệp để sản xuất các phát triển các làng nghề, trong đó có nước mắm, thương hiệu nước mắm Cửa Tùng sẽ được củng cố và phát triển. Đối với huyện Vĩnh Linh, phát triển những làng nghề truyền thống là một việc rất là quan trọng mà đang được đảng và nhà nước quan tâm. Thời gian vừa qua thì những nghề như là bánh ướt, chế biến thủy hải sản và sản xuất rượu bia ru truyền thống thì đã tiến hành và thành công. Hiện nay với chủ trương của chính phủ, mỗi làng một nghề, huyện đang tiếp nhận và tìm những cái nghề trong huyện đã có và học tập kinh nghiệm của các tỉnh, các địa bàn để lựa chọn những cái nghề truyền thống có thể đưa về địa phương. Riêng đối với Vĩnh Linh, trong thời gian đến tiếp tục khôi phục lại những nghề truyền thống như làm bánh sắn, làm bánh đúc, sản xuất bánh rau câu và miến dong. Đồng thời, những nghề sản xuất như gỗ gia dụng, máy tre đá chúng tôi khôi phục và phát triển. Đây là những nghề có điều kiện tạo việc làm cho người dân và phù hợp với thị trường.
Hẹn có một dịp, Đài Truyền thanh Vĩnh Linh sẽ tiếp tục giới thiệu với bè bạn gần xa những nghề truyền thống khác đang song hành cùng với nhiều nghề trên địa bàn. Bánh ướt Hiền Lương, rượu brew trưng cất từ men lá rừng, nước mắm Huỳnh Kế. Quý vị và các bạn vừa xem xong trang truyền hình địa phương do Đài Truyền thanh Vĩnh Linh thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.